Quý vị thân mến, để chơi được những tác phẩm đẹp cũng như là có chiều sâu về tác phẩm và có một dịch vụ hoàn hảo thì đòi hỏi một cái nhà cung cấp phải có đủ năng lực để thực thi những việc đó. Và hôm nay thì tranh gỗ Bùi Gia lại tiếp tục sứ mệnh của mình là làm nên những tác phẩm đẹp và cung cấp một dịch vụ sau bán hàng thực sự hoàn hảo. Theo định kỳ thì hôm nay chúng tôi đến để kiểm tra cũng như là chăm sóc tác phẩm Bát Tiên Quần Thú tại nhà anh Thanh ở khu đô thị Ngoại Giao Đoàn. Và khi đến thì tôi nhận thấy là tác phẩm có những cái vấn đề gần đây, ví dụ như là một cái lớp bụi rất là dày ở trên sản phẩm này. Những cái mà chúng tôi sẽ cần phải xử lý ngày hôm nay là xử lý những cái vết bụi, những cái mảng nện bám ở trên tranh, bởi vì do anh Thanh rất bận về công việc cho nên không thể có thời gian chăm sóc được. Tiếp theo là chúng tôi kiểm tra những cái đinh vít, bởi vì bây giờ là mùa hè, nếu như không có thời gian kiểm tra định kỳ như này thì những bức tranh lớn khi mà cái gỗ nó cựa hoặc là thay đổi về cái thời tiết nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên đây là một việc cực kỳ quan trọng, nếu như chúng ta không có đủ thời gian cũng như là năng lực để chăm sóc thì những bức tranh của chúng ta sẽ có thể gặp những cái vấn đề nguy hiểm khi mà treo lắp. Bên cạnh đấy thì tôi nhận thấy là có khá nhiều những cái mảng bám cũng như là những cái bụi ở trên tranh. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề đấy cho khách hàng. Chính vì như thế cho nên là quý vị khi chơi tranh thì ngoài cái vẻ đẹp cũng như là giá ra thì quý vị cần lưu ý một điều, đó là dịch vụ sau bán hàng là một việc mà cực kỳ quan trọng. Tôi đánh giá đây là khâu then chốt để khẳng định được vị thế cũng như là năng lực của cơ sở sản xuất. Vậy nên chúng tôi đủ tự tin để cung cấp cho quý vị một sản phẩm và một cái năng lực giải quyết các vấn đề hậu bán hàng cũng như là một cái dịch vụ hướng tới một dịch vụ hoàn hảo. Trên bức tranh có khá nhiều những cái vết bụi mảng bám cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ xử lý toàn bộ tất cả những vấn đề này. Và xin cảm ơn quý vị, hy vọng quý vị sẽ chọn được một cơ sở sản xuất có năng lực cao để cung cấp đến dịch vụ sau bán hàng thực sự hoàn hảo. Xin cảm ơn.